Sau đây phục mai bằng phụng tượng ở khní bạn này cứ chia video mới để bằng hai nhóm pi ở sầm bể nó khăn ông chấm cà để dùng phiền cố nè bạn đối chiếu hai cứ miên bạn dùng mưa miên đối chiếu tìm muối như một tờ bạn một tờ dùng sầm rạp đã đầm bay đã riêng xe lô đó đầm bay cầm ô cô tránh nhé nè bạn này cứ chia bạn dùng hào thà chia bỏ tục lớn nữa nè bà dừng hạt ăn một tờ tập lớn hay nắng à quỳ hay mùi tiết cứ sô lá bạn sô lá nấu khăn cối các bạn hay mùi tiết cứ này bạn này cứ chỉ đom tập lớn pi sô lá máu nè bạn hay một tờ mùi tiết bằng phụ nữ ở khnhi sô mỏ tuất na bản to tiết bạn nấu sầm bể mùi chấm nôn nó không chấm ca có đôi chía thay nạp tiếp tu tâu nó không chụp cá nè bạn tỏ xôm tu sana bật tỏ tiết bạn đây là ngọc ní và ngày này ngày tuần này cứ một việc cô bạn nè một việc cô để thấy bạn cô mấy rồi từ chuột về từ từ côn thay đó rồi chuột bạn hay này cứ chơi chụp cá bạn chụp cá này miên tuần hôm ở mùa hè ta chiêng bạn chỗ này này bạn mì thấm bạn phơm với mấy lẽ khác ngày xưa đấy nó phải để dùng việc cô nè bạn cứ ở đây chúng bạn lên này thà tháng ngày tuần này rồi có riêng ra tháng ngày dương tầm mưa ra tháng ngày có vấn đề dương tầm mưa mà đong á đời xa thì dương miền tực miền sao miền ấy sai đấy vì ở bờ bá nè cù vì đời xì luôn anh bạn vì trên hơi bị rất có dương tầm mưa tàu chuồn cá tàu nghĩa dương tầm mưa nè bạn đi chơi tiếp tục hiệp tu tàu nó không chấm cá nè bạn về đời xì bạn khăn này hay mưa bây giờ lê nhỏ vi si chứ vi thật đá mưa đột mùi này cứ mưa tàu thật bạn mưa tàu thật mình tên bạn đừng mù bạn cồn mùi ấy bạn lo dương bày mà mưa khăn này bạn đi chơi cái lộ từ cái lộ này tam pet cái lộ đỏ thế dương miền đạo vi phở thế hay vi miền anh vi đâu vi phở đá lắm nè một khăn này cứ tức bà tức đại dương tròn tức phliếng là việc phở bà thầy nó khăn nó mưa tàu khơi đèn ra nó cứ xe máu về xì á xe máu đại dương đàm bập hết xe máu khinh cá hả bị đại về xì tàu rịch và dương phát tàu cái lây mùi tiết tàu lọc một vinh có miên ở về lửa lần với nhé đâm bây về bàn xì tiệt bà nên về phở tức bà tức chết một phở tức chết một phở tức ấy tập một tiết tàu xì phở nè bà bạn này mê cú và hay chỉ ở này đá về cạt đá mùi này này mình thấm rồi thì cho là kia đá bạn ấy miền mê mà ăn chấm nuôn ở pram cá bá hay côn pram cá bá đó đúng không cứ đập cá bá bạn cứ bắt đầu xì ấy bạn này khăn này thì cứ rung về đây luôn về ấy luôn về đó bữa tập mô về bị bực lớn cái việc cro đờ xì ở chế tàu bạn nó cứ nóc cồn nè 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 mì sò nè cứ nè cồn bảo vệ cứ nè nè để một phật từng bạn bật tập pi dương mưa cú phật từng ấy nó không scam phải có nói dương mưa khi này mà đòn ấy lâu có bùng tập bờ cái duyên bạn pi pần một phải bay bạn được bay tàu ô chơ tục đợt ở việt xí nè bạn nè ô hơi ổ quần là na dùng ổ quần ổ đầm về đầm bay dùng một đợt ở bàn hơi sền đâu đầm bay ở việt bàn chủ đề tàu việt sau mù hết na tạm biết việt sau mù thế là sao thì dùng đạn phượng ấy và ạ quân bụng mày bằng ôn sản phẩm cá tu sơn à bạn ạ quân